Hello anh em, lại là mình đây. Mình là Đỗ Chí đây. Hôm nay em sẽ chia sẻ anh em cách để mình xử lý, mình chăm cái cây hoa mẫu đơn cho nó phát triển rễ nhiều hơn. Hiện tại cây này thì nó, các bạn xem nè, nó không phải là bị hư hay là bị thối bệ gì cả, nhưng mà do mưa nhiều quá thì cái rễ dưới nó bị lạnh, nó không có phát được cái bộ rễ mới. Thì cách mà để anh em nhận biết một cái cây đơn mà nó không phát triển được cái phần rễ lông hút ở dưới là anh em chỉ cần nhìn tổng quan cái cây, đừng quan tâm là nó có hoa hay là không hoa, mà hoa càng nhiều là càng nguy nha. Đấy, thì anh em chỉ nhìn tổng quan đó nè, là cái cây nó vẫn còn lá bình thường như thế này, nhưng mà anh em nếu mà kinh nghiệm nhiều hơn tí xíu thì mình sờ cái lá, mình cảm giác được cái lá nó có cái độ mà hơi mềm nhũng tí xíu. Rồi thứ hai nữa là trên cây hầu như là nó không có phát lọc non, có nhưng mà nó không có nhiều, còn phát lọc nhưng không nhiều, thì cái cây nó chưa có thối rễ, nó chỉ là không phát triển cái phần rễ mới thôi. Giống như cây này nè, nó lọc non vẫn có nè, thấy không, nó lọc non vẫn có bình thường nè, nhưng mà nó ít trên cái cây. Rồi phần trên bệ nó không có lên lọc non nhiều. Còn đối với những cây đơn á, nó gọi là khỏe mạnh, thì anh em xem nó đối với những cây đơn này cũng là cái dòng cây đơn Mỹ nè, Mỹ cam, rồi hoặc là cái dòng cái đơn ta đó, là cái vàng ta lá trung nè. Đấy, thì trên cây nó lá nó phải xanh đậm và cái lá nó cảm giác phải dày nè, anh em xem nè, lá nó dày thấy không, xanh đậm và lọc non trên cây nó sẽ phát nhiều ở mọi nơi mọi điểm của cái cây. Thì thời điểm đó là cái cây của mình đang phát triển cái bộ rễ ở dưới nhiều. Còn đối với cái cây này thì nó không có phát được cái phần rễ ở dưới nhiều, do lý do nó nhiều của nguyên nhân đó. Nhưng mà mình làm rơi vào cái nguyên nhân nào, ví dụ như là nó bị mình tưới lậm phân thì nó hoại cái phần rễ, rồi mình để ngập úng cũng có đó, hoặc là bị bệnh tiến trùng hay là những cái bệnh khác, nấm bệnh gì đó, thì nó cũng làm cho cái cây nó không phát triển được bộ bệ, nhưng mà nó chưa phải là suy yếu hay cấp cứu đó. Đối với cây khỏe nè, đó là cây đơn ta, nhiều anh em bảo là mình cứ quay những cái đơn Mỹ nó mạnh, thì không phải đâu, cây đơn nào mình chăm đúc nó cũng mạnh cả nè. Đây là cái đơn vàng ta đó trung, anh em thấy không, cây nó khỏe mạnh là phải như vậy. Đấy, chồi non nó phải đâm đều cây hết nè, anh em xem nè, đó chồi non nó đâm đều hết cây đó, thì cây nó đang phát triển của cái bộ bệ dưới bình thường, lá xanh đậm. Cái này là hoàn toàn là không có rễ phân gì hết nha, không có tưới phân gì nha. Đấy đó, thì cây nó bắt được chất ăn ở dưới thì nó đã tốt như thế này rồi. Quay qua cái đơn này, thì cái đơn này nè thì mình biết nó là do mưa nhiều nè đó, mình không có đẩy gốc lại, cho nên anh em mà chăm cây đơn trên chậu hay thả bồn, nhất là cây bonsai mình cắt tàn gục vịt như thế này nè, mưa nhiều, cái tháng mưa dầm nhiều hay là bão tố á, anh em phải dùng cái miếng cao su trắng như thế này nè, mình đậy lên trên mặt chậu để hạn chế nước mưa vào trong cây. Đấy, thì đó là cái cây thực làm. Còn đối với cái cây này thì mình chưa có đẩy kịp, cho nên là nước nó vào cái chậu hơi nhiều thì làm cho cây nó kém phát triển rễ. Thì hôm nay chúng ta sẽ xử lý cái cây này bằng cách gì, thì mình sẽ cào cái lớp trên mặt này ra nha. Mình cào lên, anh em thấy không, khi mình cào ra là nước ướt nhẹp nè đó, thì mình dùng cây cào nè, mình cào cái lớp trên mặt này ra bớt, nó sẽ lòi những cái cọng rễ này ra đó. Anh em cứ cào kiểm tra, đừng có sợ, cứ cào ra, cào ra rồi mình kiểm tra những cái cọng rễ này nè, coi nó còn sống hay không hay là nó đã hư đó. Ví dụ như cái cọng rễ này nè, anh em cứ mạnh dạn cào ra nè, rồi mình kiểm tra đó, là như thế này nè, là nó còn sự sống nha, cào ra nó còn màu xanh là còn sự sống, cây nó không có bị hư cái phần rễ cái này thì rất là ok, bình thường không có gì hết á đó. Nè, mà rễ nó cũng ra nè, mà nó ra không có nhiều đó, rễ vẫn ra là, thấy không, ra không có nhiều nè, nó nguyên ổ rễ nè đó, nhưng mà nó ra không nhiều là lý do là lý do là nước nó ngập cái bồn quá đó, nguyên ổ rễ ở đây nè, nó nguyên ổ rễ nè đó. Thì rễ vẫn ra nè, nhưng mà do cái bồn nước nè, cái bồn này nè mình trồng đất hơi nhiều, tại vì cái đang nuôi trồng đất hơi nhiều, cho nên nó là nó hơi lạnh cái cây, cho nên là rễ vẫn ra nè đó, nhưng mà nó ra chưa có nhiều cho nên mình phải bới bớt ra. Đấy, mình bới ra, anh em cứ mạnh dạn làm nha, đừng có sợ nha, tại vì anh em có tin tưởng mình thì có sở hữu cái thuốc kích rễ của bên mình và cái bộ sản phẩm hỗ trợ để mà cứu cây suy yếu á,
thì anh em đã có sử dụng, mình đã có mua mình rồi, thì anh em cứ mạnh dạn làm theo mình, rồi mình sẽ hỗ trợ thuốc để cho anh em tưới vào nè. Ở những cái video trước đó, Đỗ Chí chia sẻ với anh em á, khi mà mình trồng cây á, đặc biệt là cây mẫu đơn hoặc là cây mai vàng, thì anh em đừng có nên là giọng xốp cái bầu quá là ở như thế nào. Thì cái này thấy không, anh em cứ để lỏng lỏng như thế này nè, thì cái đơn nó vẫn ra rễ đó, ở những khoảng trống trống nè, ví dụ như là chỗ này nè, thấy không, mình chừa những cái chỗ trống trống như thế này nè. Thứ nhất là cho cái cây nó dễ thở cái rễ nó ra, thì cái rễ nó cứ ra rồi nó bám vào đất à. Chứ anh em đừng có nghĩ là mình phải dùng cây mình trọt, mình xịt nước, mình đè, mình nhét cho thiệt là chặt cái bầu cây là không phải nha, nó không có hiệu quả tốt hơn nha. Rồi mình kiểm tra xung quanh hết. Cây này thì mình rất là kỹ, mình cân nó lắm. Đây, cây này cũng là cây nhiều tiền mà. Đấy, thì mình cái cây này thì nó không có hư gì cả. Lý do là do mưa nhiều quá rồi nước trong đây nó ngậm nước nhiều, lạnh rễ nó không có ra được phần rễ mới nhiều. Thì mình bới ra, mình đậy lại thôi chứ không có vấn đề gì phải đau đầu. Đấy. Cây này thấy không? Rễ là chỗ nào nó cũng còn xanh như trên là bình thường. Mình cào ra mà thấy rễ trắng nó mọc ra đi vậy là ok, là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mình biết nó cái nguyên nhân nó làm cho cây nó không phát triển rễ, thì mình sẽ xử lý nó. Rồi anh em cứ cào ra nha. Rồi sau khi anh em kiểm tra nè ha, mình bới hết xung quanh cái gốc cây lên, tại vì cái cây này là mình đã vũ rễ sạch rồi, mình vũ bầu sạch sẽ rồi, mình mới trồng lại nè. Thôi nhưng mà mưa nó bị ẩm, do cái giá thể mình trồng đất hơi nhiều nè, trộn sỉ nè, nhưng mà cái mưa nhiều quá mình không đậy lại thì nó bị ẩm. Thì bây giờ mình cứ moi ra đó, này rễ nó vẫn ra nè, nhưng mà nó ra không có được nhiều đó. Còn những cái cọng rễ nào nè mình thấy cảm thấy nó dài cái quá, hồi xưa thì mình dự định cái cây này để mình nuôi dưỡng những cái cọng rễ bự này nè, để mình sắp đế, nhưng mà vì thấy nó dở mình phải thúc cái rễ này vô, thúc cái rễ này vô tí xíu rồi nó mới mồi cái mồi những cái cọng rễ này nó ra nè, mới nè. Rồi sau đó mình sắp đế á, thì nó đẹp hơn, thúc vô nè. Cái rễ này là còn sống bình thường nha nè, nó còn cái rễ nè, nhưng mình thúc vô đó, mình thúc vô để mình nồi cứng quá, thúc vô cầm tay trái đó, thúc vô nè, cái cọng rễ là vẫn còn sống bình thường này nha, đó vẫn còn sống nè, nhưng mình thúc vô đặng cho nó gọn lại để mình mồi cái ổ đế ra để mình sắp đế sao đó nè, thúc vô nè, mình mồi cái bộ rễ này ra nè, đấy, mồi cái bộ rễ này ra để sau này mình chảy cái bộ đế đều đó. Anh em cứ bới lên nha, cứ bới lên cho lòi những cái cọng rễ lên, không sao cả đó, cứ bới lên. Rồi anh em cứ bới giáp vòng lên, mình lấy bớt cái phần đất ra, cái mưa nước nhiều quá nó bị động, anh em không làm sớm mà để lâu ngày thì nước nó càng động nhiều vào cái gốc cây nè, thì cây nó kém phát triển rễ. Rồi sau khi anh em đã cắt tỉa xử lý cái phần rễ xong xuôi hết rồi đó, cắt thu những cái phần rễ nó dài ra quá, hoặc là cây anh em bị suy yếu bị thối rễ đó, thì anh em cắt vô cho đến cái chỗ nào cái cọng rễ nó tươi xanh rồi mình dừng lại nha, đừng có sợ là phải cắt sâu hay cắt nhiều gì cả, đừng có sợ đó. Rồi xong rồi sau đó anh em mình sử dụng tới cái chai thuốc kích rễ nha. Đó, thuốc kích rễ là bên em đang bán đây. Anh em có quan tâm cứu cây hay là dăm giống gì đó thì liên hệ với em qua số điện thoại này nha. Em sẽ tư vấn cho anh em, kết bạn Zalo hay là Facebook cũng được, anh em nhắn cho mình cái. Rồi thì trên tay em của em đang cầm cái chai thuốc kích rễ. Rồi, sau đó cái cây mình nè thì mình muốn cho nó ra rễ ở những cái cọng rễ to này. Đó, nó ra bất cứ cái đoạn nào trên cái cọng rễ to này nè, thì mình lấy cái thuốc kích rễ nha. Anh em nhớ cái khâu này nha, mình quét thuốc hay là mình xịt thuốc lên trên cái những cái cọng rễ này, đặng cho nó ra rễ mạnh ở những cái cọng rễ này hoặc là nó ra ở đầu ngoài này, thì anh em phải dùng thuốc nguyên chất nha. Anh em gót cái chai thuốc này ra rồi dùng cọ quét lên, còn em thì làm biến dùng cọ thì em pha vào cái bình này mình xịt nó cũng được nha. Đó, thì làm sao mà mình cho thuốc nó vào cái rễ cây này đều hết là được nha. Đó, thuốc nha. Anh em nhớ cái thuốc này nè, anh em xài mà
mình tưới cây là mình pha loãng ra nha. Còn anh em muốn xử lý cho cái rễ nó ra đều ở trên những cái gọng rễ này thì anh em xịt thuốc lên đó. Đó. Thì sau khi thì mình xử lý xong cái phần thuốc này, cho nước đẫm đều những cái gọng rễ hết nha. Rồi. Rồi sau khi mình xử lý thuốc nó đều những cái cọng rễ mà mình muốn cho nó ra rễ hết rồi, thì anh em để tí xíu cho thuốc nó ngấm vào cái cây, rồi mình hãy cho cái giá thể ướm vào. Rồi tiếp theo là anh em trộn cái giá thể để mà ướm nó lại. Thì cái giá thể này nè, anh em trộn cho mình đó là 6 sơ dừa nguyên chất nha, với 4 phần cát. Đó, anh em trộn như thế này nè. Cát hạt to thì càng tốt nha anh em. Đấy, thì sau khi anh em đã trộn thành cái giá thể là 6